Thưa quý vị và các bạn, 24 giờ qua, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Thời tiết khu vực Đông Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua ở khu vực phổ biến từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay ở khu vực phổ biến từ 23 đến 26 độ. Tại Hải Phòng có mưa, mưa rào. Đến chiều nay mưa đã ngớt, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua là 20,8 độ. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay là 23 độ. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 17 đến 20 độ vĩ Bắc, tiếp tục bị nén và đẩy dần lên. Riêng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp rìa Tây Nam của khối không khí lạnh tăng cường sau suy yếu. Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Dự báo từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Quay trở lại với thời tiết khu vực Đông Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng. Ngày mai trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời hửng nắng, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 29 độ. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.